cái cải bắp thảo này nè mình ăn ở phía ngoài á, còn phía trong á nhiều rau quá mà mình thì mình sợ nó hư á mọi người. Rồi sẵn rồi mình cũng đang thèm kim chi ha, mình thấy vậy bây giờ mình ngâm mình làm kim chi ha các bạn. Kim chi này chỉ cần là một tuần hoặc 3 ngày là ăn được rồi mọi người. Bây giờ mình bỏ vào đây là 2 muỗng muối. Mình ngâm cho nó xèo lại mọi người. Rồi chút xíu bắt đầu mình sẽ làm cái nước để mình tẩm cho làm kim chi nha các bạn. Mình đi chợ thì mình có thấy cái cải thìa nè, cái này ngon quá cho nên mình mua về mình làm cải chua các bạn. Về làm cải chua để ăn, ăn cơm, trộn cơm hoặc xào cũng ngon. Bây giờ mình cũng sẽ làm chung luôn với cái món ăn kim chi này ngày hôm nay nha mọi người. Cái nồi nước này các bạn, mình bỏ một chút muối vô, mình để cho nó sôi lên, bắt đầu mình trụng các bạn. Trụng sơ cái này qua. Trụng mấy cái này nè, đó. Đó. Mình làm dơ cải nha mọi người. Lấy đũa vớt ra. Đây mình sẽ vớt cái nồi. Hoàn thành cái phần dưa cải muối của mình nữa các bạn. Mình để cái nước nó nguội là mình đổ vô. Mình thì không có cái túi cho nên mình cột vô cái bịch đó các bạn. Bây giờ mình để 2 ngày 3 ngày sau là mình ăn được rồi. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong cái phần kim chi của mình nữa các bạn. Cái cải bắp thảo mình thấy còn có 1 miếng cho nên mình làm kim chi nè mọi người. Trong đây là mình có để là nửa trái tỏi, nửa trái tỏi, rồi nửa củ tỏi, hành tây á, nửa củ, rồi nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng muối và một muỗng hai muỗng đường cùng với 3 muỗng nước mắm với gừng rồi với ngải nữa, cái gì đó gì ăn thịt chó quên này, ghiền đó. Rồi đây mình có bỏ là cái này là củ cải nè các bạn, với hành lá nè mọi người đó, với mè nữa, mè trắng nè các bạn, thấy mè trắng nè đó đó. Giờ mình chờ cho nó thấm cái chút xíu rồi mình bỏ vô hũ nha, mình bỏ vô hũ mình nhận lại. Rồi xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và chờ tới ngày ăn thôi. Chồng em ổng đang thu hoạch khoai tây các bạn. Có khoai tây nè. Tại bữa trước trong cái thùng nó đổ ra nó nhiều. Nhỏ nhỏ nhỏ. Nhỏ xíu à. Anh ơi, cái gốc bên đây cũng có nè, hôm bữa. Anh đào chưa? Nè. Anh đổ sao cho lấy phân luôn á. Đó, củ khoai tây các bạn. Đó. To to không các bạn ha, mọc rễ vậy anh. Có mấy cụ nhỏ nhỏ đó. Mấy cụ nhỏ quá mình sẽ bỏ ra để năm sau cho nó lên. Ngay chỗ này, tại vì ngay chỗ này nó không có đất các bạn, nó cứ nó dễ đừ, nó xốp xọp mà nó không có phần. Bên góc bên đây nữa anh, góc bên đây nè, góc bên đây bữa trước nó lên ngay đây nè. Bữa trước mà có khoai có đó, các bạn thấy không? Có nè. Bởi vì bữa trước mình nhớ cái cây gốc này có cái mấy ông cắt cỏ, mấy ông biết cái cây khoai, cái mấy ông hút cắt của mình. Đó
Nào bạn thấy không? Đào đất tìm khoai. Đứt luôn rồi. Các bạn coi nè. Kìa con củ đó anh. Con củ nhỏ này dục vô trong đất đi. Dục trong đất anh vô kìa. Cái củ nhỏ nhỏ nhóc luôn các bạn. Đó, thấy không? Bươi bươi nhóc luôn. Còn hình như nó mọc ở trên nhiều hả? Chỗ này nó hơi cạn. Cấm tầm chứ. Vậy mà năm rồi nó lên chỗ này quá trời ha. Hết rồi. Hết rồi các bạn. Rồi, bưng vô. Đang cũ. Bỏ khoảng tuần lễ sao hả anh? Nó còn mủ. Bỏ vô đây. Bỏ vô thùng này, xách vô. Có mấy cụ nhỏ. Bên đây hai cụ. Thu hoạch được mớ khoai tây. Này nấu được nồi gì ta. Mấy cái cụ nhỏ này mình sẽ luộc ăn. Còn mấy cái cụ bự này nè mình sẽ nấu cà ri. Đó. Đó, ngon không các bạn? Khoai tây là dễ trồng giống như khoai lang vậy đó. Cắm xuống là lên nè. Lấy vừa. Dớt về làm. Không làm. Ôm cu tí rồi giờ ôm tới mấy cái ớt. Nghỉ luôn, dẹp. Khỏi dẹp. Làm luôn. Dớt dẹp gì dẹp hết. Đó, đây. Đây, đó. Bên đây thì cô cắt, bên đây thì con cắt. Đó, hai cô giáo cắt. Bữa nay là tàn sát á. Bữa nay là kêu bằng diệt ớt là diệt tận gốc. Tàn sát luôn. Ấy chị tự nhiên chị lo mà cắt cái vô cái để nó không sống mà nó chết luôn cái em cười đã luôn đó ta. Thì chị nói nó sống thì mình nhờ nó không sống thì thôi. Biết làm sao đi chứ.